lúc ở đây có gặp ma nè chứ. Ở đây hả? Dạ. À, sao cái câu chuyện đó là sao? Dạ ma nó hồi nó đưa đưa á. Ghê vậy. Là hai gặp, tức là con gặp hay lợi gặp? Hai đứa gặp luôn. Rồi tiếng gặp trước đúng không? Dạ. Con gặp sao con kể cho chú Duy nghe coi. Con gặp con đang ngồi ở nhà lại thì nhiên con nhìn lên cái đa này mình gặp nó ngồi cái miếng dáng ngồi đi đưa đi đưa. Là ngay cái đa đi luôn hả? Dạ. Nó đu đưa sao? Dạ đu qua đu lại như mình ngồi xích đu vậy. Ghê vậy. Là nó đu trên cái sợi dây á hả? Dạ. Mà mấy cái rễ cây này nó đu trên mấy rễ cây hả? Dạ. Không ai thấy luôn. Như là hai đứa con thấy không? Dạ như là nó che mắt người ta hết á. Mà con có sợ không? Sợ không? Sợ đứng lại coi. Sợ quay lại coi, quay lại coi. Con có sợ không? Con nghĩ sợ. Con dám không? Hả? Một mình có sợ không? Con nhỏ. Con nhỏ luôn hả? Một mình buổi tối con có dám vô đây không? Không luôn hả? Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì mình vừa quay xong cái phong tục tập quán của người Khmer trong cái quá trình an táng. Thì bây giờ thì mình tìm được một cái cậu bé. Đây sẽ là một cái người bạn đồng hành của mình. Con tên gì con? Dạ, tên Yến. Yến hả? Yến cho chú Duy hỏi là cái cây này cây gì mà nó to quá vậy? Cây đa. Nè, có nhà thấy không? Khủng khiếp luôn. Còn thằng Du đâu rồi? À, Du ở nhà. Du ở nhà hả? Trước khi qua nhà thằng Du cho chú xem cái ngôi nhà của con kìa. Dạ. Nhà con ở chỗ nào? Dạ đây nè chú. Đây là những người bạn mà Khmer mà mình vừa kết bạn được nha cả nhà. Đây ha. Dạ. À, đây là nhà con. Con thì con hiện tại thì con sống với ai? Sống với chị với bà. Chị với ba. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con mất rồi. Mẹ con mất rồi hả? Mẹ mất lâu chưa Yến? Mất lâu rồi. Lúc đó mẹ mất con mấy tuổi con nhớ không? Con mới 10 tuổi à. 10 tuổi hả? Thì chờ mẹ có hay thường về thăm con không? Dạ, lâu lâu về một lần. Lâu lâu mẹ có về hả? Mẹ về rồi mẹ nói gì con không? Dạ, kêu con đi tu. Kêu con đi tu hả? Sao vậy? Sao mẹ kêu con đi tu? Con không biết nữa. À, đây là cái chùa kế bên luôn hả? Dạ. Mẹ có kêu là đi tu ở cái chùa nào không hay là chỉ kêu đi tu thôi? Đi tu ở chùa Bodhisattva. Bodhisattva. Dạ. Là cái ngôi chùa này đúng không? Dạ. Đây là cả nhà, đây là cái ngôi chùa Bodhisattva hả Yến? Dạ. Nếu mà mình muốn đi vô chùa thì mình sẽ đi đường nào con ha? Đi đường này được không? Đi đường này. Đi, dẫn chú Di qua cái ngôi chùa Bodhisattva đi. Con có biết về cái cội nguồn của cái ngôi chùa này không Yến? Dạ không à chú. Không biết hả? Khi là con năm nay là con mấy tuổi rồi? Dạ 12 tuổi. 12 tuổi. Khi con sinh ra là ngôi chùa này đã có chưa? Có rồi. Có rồi hả? Có lâu rồi. Có lâu rồi. Mấy cây này sinh trước nè. Mấy cây này sinh trước nè. Mấy cây này chắc cả trăm năm rồi đó. Đây là ngôi chùa nè cả nhà. Bên trong chú Duy thấy nó rộng lắm mà, đúng không? Dạ. Đi, dẫn chú Duy đi tham quan thử coi. Khoan, đợi xe qua, đợi xe qua. Đi. Hôm nay thì cái người bạn nhỏ đồng hành với Duy sẽ chia sẻ cho cả nhà biết về cái cội nguồn cũng như là cái phong tục tập quán của người dân Khmer ở đây. Mặc dù cậu bé còn khá là nhỏ tuổi nhưng mình cũng là một cái người mới đến đây và mình cũng không biết gì nhiều về cái ngôi chùa này. Mong là hôm nay thì Yến sẽ chia sẻ với chú, dù mà con biết được cái gì á thì con kể cho chú nghe. Dạ. Ha. Khi con sinh ra là con đã biết được cái ngôi chùa này rồi đúng không? Dạ. Đã có rồi. Có, hồi lúc đã có cây cầu ở đây rồi. Tại sao? Hồi xưa đây là cây cầu hả? Dạ, cây cầu bây giờ bỏ rồi. À, xưa cây cầu giờ bỏ. Khi mình đứng xa ra nè thì mình mới thấy cái cây này là cây bồ đề đúng không con? Dạ. Nó cây cổ này cây thụ. Đa. Cây đa. Dạ. Cây đa với cây bồ đề. Dạ. Nó hai cây đó khác nhau nha. Dạ. Nhưng mà cây này cây gì? Cây này là cây đa hả? Dạ. Khá là to và khá là cổ thụ luôn. À Yến. Chú thấy, con đứng đây đi. Chú thấy ở trên
cái thân cây đa đó thì nó có mấy cái sợi dây nó cột cột á, là cái loại sợi dây gì vậy? À, sợi dây là ông lục lên cột á. Ông lục lên cột. Cột. Cột hồi lúc để ăn Tết á. À. Ông lục là con nãy con có nói với chú là ông lục là mấy cái ông sư nhỏ đúng không? Dạ. Còn ông cả mới là ông sư lớn. Dạ. Rồi, mình hai cô cháu mình tiếp tục bên đây. Ở đây là chuẩn bị xây hay sao Yến? Dạ, đang xây. Đang xây hả? À? Đi con dẫn chú vô bên trong đi. À mấy chú sư mà ngồi bên kia là mấy ông lục đúng không? Dạ. Đi. Con đi trước đi, con đi trước con giới thiệu cho chú đi. Ở bên đây là cái gì Yến? Phía trước mặt mình nè, phía trước mặt mình nè. Cái này là chùa. Ý là biết là chùa rồi nhưng mà nó là chánh điện đúng không? Dạ. Hay là như thế nào? Chánh điện. Ở đây thì những cái vị sư ở trong chùa thì người ta sẽ lớn nhất là cái ông gì? Ông sư cả. Ông sư cả. Đi, con đi lên đây với chú đi. Con đi trước, con vừa đi con vừa chia sẻ đi. Ông sư cả là ông lớn nhất đúng không? Dạ. Ông sư cả là ông lớn nhất. Rồi tới ông sư gì nữa Yến? Dưới ông sư nhỏ nhất ở đây. Ông sư nhỏ nhất là ông sư cả, rồi có ông sư phó không? Dạ có. Có ông sư phó nữa. Rồi tới ông sư gì nữa? Dưới ông sư nhỏ. Ông sư nhỏ là mấy ông lục. Sư này nè. À là mấy ông lục đúng không? Dạ. Rồi ở đây á thì con là người dân tộc Khmer. Dạ. Thì con có ăn Tết giống như người Kinh không, hay là con sẽ ăn Tết theo người Khmer? Ăn Tết theo người Kinh. Ăn Tết theo người Kinh luôn? Dạ. Là sắp tới Tết đây là Tết Nguyên Đán nè, là sẽ ăn Tết theo người Kinh. Dạ. Rồi con có ăn Tết của người Khmer không? Tại vì theo chú Duy biết là người dân tộc Khmer thì người ta sẽ có một cái Tết riêng đúng không? Thì cái thường thường cái Tết đó thì sẽ là nhằm vào cái tháng mấy, con nhớ không Yến? Dạ không. Không biết luôn hả? Con có biết không? Con có biết cái Tết của người Khmer không? Đã. Không nhớ luôn hả? Rồi, vậy ở đây thì thường thường ở chùa mình nè, thì dạ, thường thường sẽ tổ chức những cái nghi lễ như thế nào? Có những cái ngày gì đặc biệt mà khi mà con sống ở đây á, con thấy có những cái ngày gì mà đặc biệt mà ở đây người ta đông không? Cái ngày là tắm cho Phật, rồi với đua ghe ngò đầu, rồi nhảy khỉ. Tắm cho Phật? Dạ. Tắm cho Phật là phải tắm cho Phật Thích Ca đây không? Dạ. Đây không? Đúng. Đó, rồi. Con đi giờ lại với chú Duy đi. Mà còn mấy Phật nhỏ nữa. Còn mấy Phật nhỏ nữa có nghĩa là mình tắm hết luôn đúng không con? Dạ. Ừ. Thường thường tắm như thế nào Yến? Mình lấy cây rồi mình tắm cho ông lục á. Mình bôi lấy nước á. Lấy nước. Mình cái nước chà. Đó là mình lấy từ đâu? Cái nước mà tắm cho Phật á. Mình làm. Để hoa vô nữa hả con? Dạ. Là có nghĩa là nước đó là nước lọc hay là nước gì? Nước tắm. Nước tắm hả? Ý là con tên gì? Con tên gì? Thạch Loại. Loại. Cái nước mà mình tắm cho Phật đó loại là cái nước lọc mình bỏ hoa vô hay là bỏ gì vô nữa hả loại? Bỏ hoa vô. Rồi mình dùng cái cây mình dạ. Nhúng vô nước. Cây rồi, hoa. Cây hoa rồi mình vũ lên người như ông Phật hả? Dạ. Hay là mình lấy tay mình lao mình chùi ông Phật. Mình lao như bồi cây cây. À bồi cho cây. Đây là đây có Phật Thích Ca này cả nhà. Và đây là cái chánh điện đúng không? Dạ. Ồ rất là to. Trên đây thì có những cái hình vẽ nữa nè. À trên đó ông sư đang học. À mấy sư đang học bên đó hả? Dạ. Ừ. Thì có dịp thì mình sẽ đi vào bên trong chùa để mà mình xem. Tại vì hiện tại thì theo Yến chia sẻ là mấy sư đang học ở trên đó đúng không con? Dạ. Ừ. Rồi. Những cái tượng này nó rất là đẹp này Yến. Dạ. Con đi lên phía trước con chia sẻ cho những cô chú xem đi. Cái những cái tượng Phật này thì là những cái tượng này là tượng tượng trưng cho cái gì con biết không? Tượng trưng cho Phật á. Tượng trưng cho Phật. Hình như ở đây là khỉ. Chú khỉ đúng không? Dạ. Phải, đây là chim á. Chim hả? Sao giống chú khỉ quá vậy?
Con có đọc được cái chữ này không? Dạ không. Con đọc được không lại? Không luôn hả? Ủa vậy tụi con không có học tiếng Khmer hả? Học mà học con không biết. Học như là ông Lục đọc quá nhanh này. À, ông Lục đọc quá nhanh. Nhưng mà tụi con đi học bình thường thì tụi con sẽ học tiếng Kinh đúng không? Dạ. À. Ở trên đây thì có những cái hình hình vẽ nè. Đây có những hình vẽ nè. Hầu như là chú thấy là những cái trên đây nè, những cái chi tiết ở trên đây nè là toàn là những cái chi tiết là mình làm thủ công hết thì phải á. Dạ. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là những cái người mà làm cái này nè là sẽ làm thủ công hết, đắp từng chi tiết nè cả nhà thấy không? Nó không có theo cái khuôn khổ nào hết á. Có nghĩa là nó hình dạng nó sẽ giống cái khuôn cái hoa văn nó sẽ giống nhau hết nè. Nhưng mà những cái chi tiết á thì nó sẽ khác nhau. Thì đây chứng tỏ là mỗi hình là sẽ làm riêng hết, chứ không phải là mình đóng theo cái khuôn. Wow. Khá là đặc biệt về cái phong tục ở đây. Và theo chú biết là ở đây thì có đua ghe ngò nữa hả, đúng lại? Dạ. Đua ghe ngò là hai đứa con có bao giờ tham gia cái chương trình mà đua ghe ngò chưa? Có đi coi. Đi coi thôi hả? Dạ. Này, thường thường đua ghe ngò thì ở đây mình sẽ tổ chức vào cái tháng mấy? Cỡ tháng 10 chú. Tháng 10 hả? Đi, mình sẽ đi vòng cái khu này đi. Dạ. Vừa đi mình nhờ chú cháu mình vừa trò chuyện. Đua ghe ngò là tổ chức ở sông lớn hay sao? Dòng sông Maduro á. Sông Maduro. Dạ. Cái sông đó là chỉ dùng để đua ghe ngò thôi hả? Dạ, con? Dạ. Bình thường tàu ghe thì nó có chạy bên đó không? Có. Chạy mà tới đua là công an bảo vệ không cho ghe chạy nha. À, công an bảo vệ. Yến là năm nay con học lớp mấy rồi? Dạ, năm nay con học lớp 4. Lớp 4 còn lại con? Con học lớp 5. Lớp 5 hả? À, vậy lại lớn hơn Yến 1 tuổi. Con lớn tại con học trễ 2 năm. Học trễ hả? Sao vậy học trễ? Dạ, tại ba mẹ con mắc đi làm giấy. Ừ. Rồi mắc giấy rồi đi làm lại một lần nữa. Bình thường thì cái thu nhập chính ở nhà là ai sẽ là người đi làm để mà làm ra tiền để mà nuôi gia đình? Dạ, chị con. Chị con hả? Còn ba con? Ba con ở nhà chặt củi. Ba con nhà chặt củi. Nghĩa là chặt củi bán hay là làm gì lại? Chặt củi để nấu ăn. Nấu ăn. Nghĩa là ba làm nội trợ đúng không? Dạ. Ba nấu ăn ở nhà lo cho gia đình. Dạ. Còn chị thì đi làm kiếm tiền. Dạ. Wow. Ở đây nè, đi qua bên đây. Chú thấy ở bên đây có mấy cái tháp này ở Yến nè, giống như hai cái tháp vàng này nè. Thì đây là cái gì? Cái tháp để cái xương vô á chú. Cái xương mà để vô cái hộp mà vàng vàng á. Để xương hả? Dạ. Đấy là cái hài cốt đúng không? Dạ. Khi mà người ta thiêu, người ta bỏ vô chùa thì người ta sẽ đem để đây. Dạ. À. Còn những bên kia, bên phía xa bên kia cũng vậy luôn hả? Dạ. Còn cái ngôi mà màu vàng mà cao nhất bên kia kìa, có cái cửa màu trắng á. Thì cái đó là cái gì? Cái này hả? Đúng rồi, cái này nè, nè. Cái này hả? Cái này à. Ừ. Cho có mấy con rồng ở phía trước á. Cái đó là cũng đãi xương vậy mà đãi nhiều hơn. Để xương xương lớn á. Sư lớn mà mắc á. À, có nghĩa là những ông sư lớn. Dạ. Thì sẽ được bên để bên đó. Dạ. Còn mé bên đây là cho người dân hay là sao? Người dân tự làm rồi tự để xương vô. À, người dân tự làm tự để xương vô. Rồi, còn đây con. Ô, đây cũng vậy luôn đúng không? Dạ. À, có cái cửa đây đúng không? Nói chú thấy hình á. Ừ. Cái này là sư hay là sao con? Cái này là không phải sư. Cái này là người ta, con gái người ta. Con gái người ta. Đó là người dân bình thường thôi đúng không? Dạ, người dân bình thường. Nhưng mà sao chú thấy những cái chỗ kia thì người dân bình thường thì người ta để ở ngoài, còn đây thì để ở trong chùa luôn. Trong cái nơi ở trong chùa đây là ba mẹ mình ra tiền á, rồi làm cái này để cốt mình vô. Ông làm ở chỗ nhà cũng được. Ừ. Mình xin đất ông Lục á, Lục sư cả. Và cái điều đặc biệt thì khi mà nhìn ở trên cái những cái cây cột ở của ngôi chùa nè thì chú thấy có rất là nhiều những hình ảnh của các vị sư. Dạ. Và được tô vẽ rất là đẹp tỉ mỉ. Những gương mặt thì rất là có hồn nha cả nhà, chứ không đơn thuần là những cái bức tượng bình thường. Và bên đây thì chú thấy bồ câu nhiều quá ha. Dạ. Bồ câu nuôi á. Bồ câu nuôi hả con? Làm tổ luôn hả? Dạ, làm tổ.
Ở đây chú thấy tới cái ngôi chùa mình tới 4 cái cổng lận ha. Dạ. Ô, còn bên kia thì chắc là nơi mấy sư ở quá ha. Dạ. Đó, mấy sư ở. Đó kia thì cổng người ta. Để lên ăn cơm. Để lên ăn cơm, căng tin đúng không? Dạ, dạ. Gọi là căng tin. Để cho những cái Phật tử đến đây mà ăn cơm. Dạ. Rằm giống như những cái ngày rằm á. Dạ. Thì tụi con có hay qua đây để mà lễ Phật hay là cầu nguyện gì không? Có. Lại thắp nhang. Lại thắp nhang đúng không? Rồi tụi con đã qua bên chỗ kia tập thể dục kìa. Ừ, tập thể dục hả? Dạ. Chiều chiều tập. Rất là đẹp. Ồ, ở bên đây có một cái tượng Phật. Phật rất là to nè. Bây giờ mình đi đường nào xuống ha? Đi bên nào dạ, xuống? Dạ đi đường này cũng được, đi đường này. Đi đường này cho gần đi, đi đường này đi. Mình xuống con giới thiệu cho chú xem coi. Ồ, tượng rất là đẹp luôn á. Không biết cái tượng đó là tượng của Phật gì không? Phật à, Phật giống vị nằm ấy chứ. Phật Thích Ca. Dạ. Đúng không? Hình như là đang say á. Dạ. Bà cụ cười tươi. Đây nè. Bà sống ở đây không? Bà sống ở đây hả con? Dạ. Sống nằm ở đó chứ. Rồi coi chừng đi trúng mấy cái sơn nha. Dạ. Nè. Người ta đang say lại á. Xây để ăn Tết. Xây để ăn Tết hả con? Dạ. Thắp nhang. Rất là đẹp. Còn bên cái bên đây là cái bà miếu Phật hả? Bà Phật đen á. Bà Phật gì con? Bà Phật đen á. Người đen. Ta gọi là bà đen ngoài. Bà đen. Lại đây thắp nhang rồi cúng. Cúng là kiến. Người ta gọi là bà Phật đen. Dạ. Đi. Mấy chú cháu mình đi về cái phía bên ngoài nhà của con đi. Dạ. Để mà bây giờ con còn đi học không Yến? Dạ còn. Còn hả? Hồi nãy chú thấy con lượm mấy cái lon nước như thế này nè, để con làm cái gì vậy? Dạ bán. Bán dây chai á hả? Dạ. Sao không đi lấy là nghĩa là ngày những ngày mà bình thường con đi học xong thì con về con đi bán dây chai, con đi dạ. Nhặt bán dây chai. Dạ. Để kiếm thêm tiền ăn hả? Ăn học. Có người nào người ta kêu bãi bông mai đi. Bãi bông mai hả? Dạ bãi bông mai thì mình đi bãi kiếm tiền mua đồ tập sách học để vô học. Là lặt bông mai đúng không? Dạ, lặt mấy dạ. Cái lá đúng không? Dạ. Thì con lặt đó thì người ta sẽ trả con là theo cây hay là sao? Theo ngày. Lớn thì 200. 200 á, 250. Ừ. Còn con thì bình thường 120. Con thì được 120. Dạ. Thì bữa giờ có đi lặt được cây nào chưa? Dạ lặt được nhiều. À một ngày mình lặt mấy cây thì cũng được, nhưng mà người ta chỉ tính mình là người ta tính theo theo một ngày thôi đúng không? Dạ. Chứ người ta không tính số lượng đúng không? Dạ. Bữa giờ đi lặt mai kiếm được nhiêu tiền rồi? Dạ được 120. 120 rồi có hả? Một ngày à? Mới một ngày hả? Dạ. Có nhiều người lắm. Nhiều người lắm hả? Hôm nay là đúng là một cái duyên luôn, tìm được một cái người bạn đồng hành. Hôm nay thì chú Di xuống đây là lại với Yến đúng không? Dạ. Thì chú xuống đây á, nói chung là trên đường thì chú đi cái chương trình khám phá thôi. Chú không có cái mang theo những cái vật dụng gì nhiều. Nhưng mà nghe cái hoàn cảnh của con á là mẹ con mất đúng không? Dạ. Cái này thì chú có 100 ngàn nè, chú tặng cho con. Dạ con cảm ơn chú. Ừ, giống như hôm nay là con dành cái thời gian của con giới thiệu cho chú. Còn cái trời ơi chú hết tiền luôn rồi. Này chú cũng có 100 ngàn, chú cho lại nè, tặng cho lại. Nè. Dạ cảm ơn chú. Cái này là cái tiền của chú nha. Dạ. Chú tặng cho tụi con để mà mua bánh hay là con muốn để dành tiền hay lo cho việc học gì đó. Dạ. Để có dịp mà khi mà chú xuống đây á thì mong là chú sẽ gặp lại hai đứa con và hai đứa con sẽ dẫn chú đi tham quan nhiều cái địa điểm ở cái vùng dân tộc Khmer của mình để mà cho nhiều cô chú biết đến hơn. Tại vì giống như chú nè, chú thì không có biết nhiều về những cái phong tục hay là nhiều về cái ngôi chùa khá là cổ kính ở đây. Dạ. Thì hôm nay thì gặp được tụi con thì tụi con đã chia sẻ cho chú biết rất là nhiều. Cảm ơn tụi con nhiều nha. Dạ. Ừ.
Rồi chiều giờ tới chiều thì tụi con sẽ làm cái gì? Dạ tới chiều con nấu cơm. Nấu cơm mà giỏi quá ta. Chén. Ừ. Ok thì bây giờ thì chú cháu mình sẽ chào tạm biệt ở đây. Dạ. Hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại tụi con. Dạ. Ha. Bye bye nha. Bye.